thấy lưu niên tự tin sẽ vượt ải thành công ở vòng đánh boss cuối cùng tên hồng Trù liền khiêu chiến muốn cá cược và điều kiện là hai cô em hắc bạch song sát phải thuộc về hắn thế nhưng tên tiểu diêm ma lại có gắt không đồng ý vậy nên tên hồng Trù liền đắc ý bày ra vẻ mặt đê tiện cùng nụ cười khinh nhìn tiểu diêm ma sao hả không phải cậu nói cậu tin anh ta sao sao bây giờ cậu không còn tin tưởng vào lưu huynh của mình nữa hả chỉ là để bọn họ gia nhập công hội tinh thần mà thôi tôi có những chiếc xe tăng tốt nhất ở đây nói rồi hắn liền vỗ tay ra hiệu ngay lập tức một tên cao to mặc giáp phục xuất hiện hắn tên phạm văn thành thuộc công hội tinh thần chức nghiệp là chiến sĩ cấp 28. Điều này làm đám người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Vãi đạn, đây là một thân giáp máu châu phẩm chất màu tím, đỉnh quá đi, bộ đồ đỡ đòn mạnh nhất trên giới cấp 30. Hồng Chu bước tới đặt tay lên vai Văn Thành và nói, "Thật không ngờ tới, sau khi anh ấy gia nhập công hội của chúng tôi, trong một tuần ngắn ngủi đã là xe tăng mạnh nhất trong đoàn tân thủ, chỉ khi đi theo đại bang hội thì mới có tiền đồ." Đó là tạo hóa của những chị gái xinh đẹp khi có thể vào hội của chúng tôi, tôi sẽ đối xử tốt với bọn họ. lưu Niên nghe hắn nói cảm thấy ngứa tay anh vừa ngoái ngoái lỗ tai vừa ném ra viên gạch vàng đồng thời bị trừ 50 vạn tiền vốn mà cất tiếng những tên tóc vàng trong thiên hạ đều là một thứ đạo đức giả tên văn thành hùng hổ bước ra thi triển áo giáp phòng ngự mà gằng giọng hừ lên tuy nhiên viên gạch vàng đã xuyên qua lớp phòng tuyến và bay thẳng vào người văn thành khiến hắn ngã ngửa sao lại có thể thấy đồng đội nằm gục vì bị trọng thương tên hồng chủ tức tối siết chặt nắm đấm lớn giọng đe dọa tiểu tử cậu chết chắc dám phá hoại chuyện tốt của tôi hết lần này đến lần khác tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không ra được khu an toàn tiểu diêm ma lo ngại bước tới nói với lưu niên lưu huynh đây là việc của công hội chúng tôi Huy không cần vì chúng tôi mà đắc tội với tinh thần hơn nữa trong hội của họ còn có ám sát nhẫn giả số 1. lưu niên nhìn hắn gãy đầu đáp lại anh đừng đồng ý với vụ cá cược của họ còn tôi chính là nhỉ không quen những kẻ bắt nạt này nói rồi anh lại thầm nghĩ không biết liệu ấn liên hoa trên mông mình có sức uy hiếp đối với phàm nhân hay không thấy lưu niên tự tin tiểu diêm ma cũng nói với hai cô gái bên cạnh tiểu hắc tiểu bạch ta có kế hoạch dự phòng đảm bảo có thể sống sót trong ngục tối cho nên ta muốn đánh cược vụ này hắc bạch song sát đồng thanh lên tiếng mong thiếu chủ phân phó nghe vậy tiểu diêm ma lạnh giọng cho biết vậy thì tốt tôi tin lưu huynh hơn nữa tôi cũng tự tin rằng mình có thể vượt qua phó bản nói đoạn tiểu diêm ma người đầy sắc khí đứng đối diện hồng chú nói cho nên tôi chấp nhận vụ cá cược này nhưng anh phải đảm bảo rằng sau khi chúng tôi vượt ải anh sẽ không sử dụng sức mạnh tinh thần để trả đũa chúng tôi hồng chu mạnh miệng tuyên bố đó là điều đương nhiên tôi thể với trời rằng nếu tôi phá vỡ khế ước tôi sẽ bị xét đánh mãi mãi không được siêu sinh hắn vừa dứt lời đột nhiên từ đâu xuất hiện một đạo sấm sét đánh xuống ầm ầm khiến hồng chu mặt mày tối sầm kinh hãi vãi cả đái cảnh tượng bất thường này làm những người có mặt đều kinh ngạc đang yên đang lành sao trời lại có xét đánh còn tiểu diêm ma chật mỉm cười cùng lúc lưu niên nhận được thông báo từ hệ thống người chơi có muốn khiêu chiến lang nhược tự boss cuối cùng không lưu niên xem xong thì thầm nghĩ nếu tiểu diêm ma đã chấp nhận cá cược thì mình sẽ cố gắng phá vỡ kỷ lục phó bản và đạt được danh tiếng tiện cho việc sau này có thể thành lập bang hội chương mộ người nghĩ thế nên anh liền ấn vào nút có còn tên hồng trù thì mỉm cười thầm tự đắc không có xe tăng mà cũng muốn qua ải chỉ cần những chị gái xinh đẹp này gia nhập hội đến lúc đó mình sẽ có đủ cách để sai khiến bọn họ chuyển cảnh ngay khi mọi người tiến vào tầng cuối cùng của vạn minh cốc bên trong lan nhược tự thì nhận được thông báo từ hệ thống game hệ thống nhắc nhở có một con hắc sơn lão yêu đang canh giữ bên trong lan nhược tự nếu diệt sát được nó liền có thể nhận được đạo cụ và phần thưởng vật phẩm phong phú còn có thể tăng cường được sức mạnh của người chơi bỗng tiểu diêm ma lên tiếng cho biết theo như điều tra của tôi thì boss ở lan nhược tự cứ 30 giây lại tung ra một đại chiêu nếu không phải có chức nghiệp uông thì sẽ bị miểu sát ngay lập tức vì vậy để đảm bảo an toàn tốt nhất trong đội nên có uông chính và phụ để luân phiên sử dụng kỹ năng cứu mạng nhằm chống đỡ đại chiêu của boss thế nhưng lưu niên lại bảo cứ yên tâm đi nhé khi đến thời điểm chúng ta sẽ tập trung hỏa lực và tấn công quyết liệt tôi sẽ dùng đại chiêu để chống lại sát thương đừng quên rằng nghề nghiệp của tôi là tán nhân nó tuy nhiên tiểu diêm ma lo ngại nó lại nhưng mà lưu huynh à kỹ năng của cậu chỉ là cấp 4 mà thôi hơn nữa cũng cần có người chữa trị cho cậu tôi có thiên phú huyết mạch rất đặc biệt có thể cho phép tôi chuyển sang chức nghiệp ẩn là triệu hồi sư hoặc là chức nghiệp trị liệu nếu lưu huynh không ghét tôi thì tôi có thể giúp cậu đó nghe lời này lưu nên bỗng nhiên đứng hình mất vài giây ngơ ngác nhìn đối phương thấy biểu cảm lưu Niên có vẻ như đang hiểu lầm ý mình tiểu diêm ma chật đỏ mặt quay đi hướng khác ngại ngùng nói ý là chữa trị cho lưu huynh nó lưu niên bất giác đưa tay khoác vai tiểu diêm ma trấn an không sao đâu cứ yên tâm mà xuất chiêu đi nhé tôi sư tự chữa trị cho bản thân chúng ta không chỉ muốn hoàn thành phó bản mà còn muốn phá vỡ kỷ lục về thời gian hoàn thành nữa cơ mà tiểu diêm ma nghe xong thì tự tin lên tiếng được lắm vậy thì tất cả nghe theo lời của lưu huynh nói rồi hắn ta liền tiến lên phía trước thi triển pháp thuật kỹ năng triệu hoán sư triệu hoán địa ngục tiểu quỷ ngay lập tức một con yêu quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ tiểu quỷ hớn hở lên tiếng lại phái tiểu Lola ta ra ngoài sao ông chủ à ông không đánh được nó sao và đây cũng chính là địa ngục tiểu quỷ một sinh vật địa ngục có thể giải phóng các đòn tấn công như quỷ hỏa địa ngục chú thích thêm về lời đất kỷ từng nói có tổng cộng 10 ngành nghề trong trò chơi vinh diệu tranh bá chiến sĩ kiếm sĩ nhẫn giả pháp sư mục sư võ tăng đạo sĩ triệu hoán sư xã thủ và đạo trích trong đó các chức nghiệp có thể sử dụng làm uông là chiến sĩ và võ tăng Nói cách khác nhân vật chính Lưu Niên tình cờ có hai kỹ năng cứu mạng của Uông với CD hay còn gọi là thời gian hồi chiêu kỹ năng là 60 giây có thể sử dụng thay thế cho nhau. Đột nhiên lúc này một làn hắc khí tím lịm xuất hiện cùng giọng cười hắc ám ke ke ke, khiến Hắc Bạch Song Sát phải lên tiếng cảnh giác, thiếu chủ cẩn thận, cuối cùng boss cũng xuất hiện rồi. Cùng lúc màn hình hệ thống trò chơi vang lên nhắc nhở, boss phía trước là Hắc Sơn lão yêu, có muốn xem đoạn video giới thiệu không? Lưu Niên vừa nói vừa đồng ý nhấn vào nút có, vẫn là nên nhìn qua đi, biết đâu lại có thể tìm ra manh mối cho chiến lược từ đoạn video đó chứ nhỉ. Nói rồi anh lại thầm nghĩ, Nhân tiện mình cũng có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh để xem chúng có thực sự là yêu quái hay không. Hệ thống liền phát sóng video giới thiệu, lúc này Hắc Sơn lão yêu đang ôm ấp đe dọa một cô gái, nhiếp tiểu thiện à, ngươi không muốn Ninh Thái thần bị ta ăn thịt có đúng không? Cô gái gương mặt lạnh lùng chỉ hừ nhẹ. Nói thêm, nhiếp tiểu thiện và Ninh Thái thần là người yêu của nhau, bọn họ và Hắc Sơn lão yêu đều đến từ Tuyện Liêu trai. Cũng trong lúc này tên Hắc Sơn lão yêu dùng xúc tu lùng vào bên trong áo của nhiếp tiểu thiện định cười ra. Điều này làm cô vừa run sợ rơi nước mắt vừa nhạy cảm đỏ mặt lên tiếng, Hắc Sơn đại nhân à, chỗ đó không được đâu tên hắc sơn liền áp mặt bộ mặt của mình vào bộ ngực nhiếp tiểu thiện mà múc lấy múc để đồng thời lên tiếng miệng thì nói đừng nhưng cơ thể ngươi lại rất thành thật đó nha nhiếp tiểu thiện cả người uốn éo khai nói đừng mà coi tới đây bỗng nhiên phương kỳ cùng hai cô bạn đứng phía sau bức bối ho khụ khụ lưu niên liền tia mắt nhìn bọn họ vẻ sừng sốt thế là anh liền lựa chọn bỏ qua video giới thiệu rồi bảo chà có vẻ như không có manh mối nào nhỉ vậy hãy bỏ qua nó và chuẩn bị tấn công yêu quái thôi nào tiểu diêm ma cũng ngượng nghịu xoay người bỏ đi còn lưu niên đang thầm thắc mắc lão già khương tử nha đó chắc là đã xem phim heo rất nhiều thì phải trò chơi vậy mà lại làm chẳng đoan chính tí nào bất chợt hắc sơn lão yêu xuất hiện lên tiếng đây là lãnh thổ quỷ vương của âm gian yêu vương ta đây ta muốn linh hồn của các ngươi vĩnh viễn ở lại trong lan nhược tự này cùng lúc lưu niên sử dụng hỏa nhãn kim tinh để kiểm tra hắn ta và biết được hắc sơn lão yêu là boss phó bản npc và là đẳng cấp 28. là yêu vương của minh giới vốn là một tòa hắc sơn ở minh giới tu luyện thành tinh đạo hạnh cao thâm là yêu trung trì vương lẫn quỷ trung trì vương nắm rõ về đối phương nên lưu niên liền đứng ra lên tiếng con hắc sơn lão yêu này chỉ là một npc trong trò chơi thôi tôi từng tham gia nhóm trò chơi hoàng kim của bố tôi nên rất có kinh nghiệm trong các trò chơi tập thể đó mọi người hãy nghe lệnh của tôi nhé lời vừa dứt lưu niên hòa vào vai chiến sĩ kỹ trò phúng sung phong tay cầm những lá phù bay lên trước đồng thời ra lệnh chuẩn bị thả quái hắc bạch song sát tiểu diêm ma hà su các cô lần lượt đứng ở phương hướng 3 giờ và 9 giờ cách boss 30 bước còn đội cận chiến khác sẽ tấn công phía sau boss bằng toàn bộ sức mạnh của bản thân sau 5 giây ngay lập tức lưu niên tiến thẳng đến chỗ hắc sơn lão yêu đồng thời ném những lá phù vào người hắn và thi triển định thân phù nhằm trói chặt giữ chân hắn lưu niên xoay người bỏ đi mà ngoái đầu lại nhìn hắc sơn lão yêu thầm mỉm cười tốt lắm tôi đã thiết lập được cưu hận để ôm boss được rồi bởi vì sau khi xây dựng giá trị cưu hận đánh nhau với boss thì con boss sẽ ưu tiên tấn công những người chơi có giá trị cưu hận cao và những người chơi khác có thể gây sát thương một cách an toàn dây tiếp theo hắc bạch song sát cùng hà su lần lượt tung ra những đại chiêu hàn băng tiễn hỏa cầu thuật và tinh linh đạn vũ cùng lúc ở phía sau tên hắc sơn lão yêu phương kỳ cũng đồng loạt tấn công kiếm pháp huyền băng long vũ còn mỹ kiều cũng lớn giọng hòa theo hãy ăn chiêu tứ phương phá thiên trảm của ta này tiểu diêm ma thì đứng trực diện tung ra luyện ngục minh hỏa kiếm phóng thẳng vào tên hắc sơn lão yêu khiến thanh máu của hắn liền bị tụt giảm tuy nhiên tiểu diêm ma lo lắng hỏi lại lưu niên lưu huynh thật sự không cần chữa trị sao lưu niên tự tin đáp lại không sao đâu xem tôi này hồi xuân thuật hồi xuân thuật cấp 10 sẽ phục hồi ba máu tối đa của người chơi mỗi giây trong vòng năm giây và một khiêng máu phục hồi liền xuất hiện trên cánh tay lưu niên trong thấy cảnh này tiết tử văn và tiểu diêm ma không khỏi kinh ngạc là hồi xuân thuật cấp 10 cửa á sao có thể như thế được chỉ sau khi đổi chức nghiệp thành mục sư mới có thể học được hồi xuân thuật cấp 10 cơ chứ, không những thế Lưu Niên còn tạo bất ngờ cho họ thêm khi anh tiếp tục sử dụng kỹ năng, chưa hết đâu, thánh ngôn trị thương, và ngay sau đó một phân thân thánh ngôn xuất hiện chữa thương cho Lưu Niên, thánh ngôn trị thương thuật cấp 10 này có thể hồi phục 20% máu cho người chơi. Bất chợt Mỹ Kiều cả người uốn éo khẽ nói, thao tác của Lưu Niên ca ca cứ liên tục liên tục, tuyệt quá đi Đồng thời cô cũng tưởng tượng bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của Lưu Niên mà thầm nghĩ, nó khiến mình gần như ngạt thở. Phương Kỳ cũng phấn khích reo lên, tốt, Lưu Niên ca ca quá mạnh rồi đó chúng ta nên tiếp tục toàn lực xuất chiêu đi bỗng nhiên lưu niên hốt hoảng lên tiếng cảnh báo cận chiến lùi ra đi boss sắp tung ra đại chiêu rồi lời anh vừa dứt cũng là lúc hắc sơn lão yêu bùng phát đại chiêu cự đằng mãnh kích lưu niên bình tĩnh đáp trả lại bằng chiêu thức chiến sĩ kỹ phá phủ trầm chu những chiếc khiêng vừa phòng thủ vừa tấn công lập tức hiện ra lưu niên tiếp tục thi triển sản hiện nhanh như chớp anh lao tới chỗ hắc sơn lão yêu và thẩm mỹ phải kéo con quái vật ra khỏi đám đông có như thế thì sẽ không ai bị mất máu cả nếu chỉ bị thương nhẹ thì chỉ cần uống thuốc là xong thành công ứng chiến được đối thủ nhưng thanh máu của lưu niên đã giảm đi phân nửa anh ngồi xuống đó sử dụng thánh ngôn trị thương thuật đồng thời cất tiếng đại chiêu đầu tiên của hắc sơn lão yêu đã trôi qua rồi chúng ta hãy tiếp tục đứng vững và sâu trận đi nào nghe hiệu lệnh các cô gái đều đồng thanh hô rõ sau khi đánh nhau được một thời gian nhưng vẫn bất phân thắng bại bỗng lưu niên trông thấy cả người hắc sơn lão yêu bừng bừng sắc khí mà có chút lo ngại đây là đại chiêu thứ sáu của hắc sơn lão yêu đó lần này phải sử dụng kỹ năng bảo mạng của võ tăng uông kim trung cháo mới được nói rồi anh liền thi triển tạo ra màng phòng ngự lên người hắc sơn lão yêu điên tiết hét lên đám phàm nhân kia hãy cảm nhận nộ hỏa của ta đây dứt lời hắn ta liền xoay trong tung ra luồng hắc khí đánh bay tất cả mọi người khiến thanh máu bọn họ giảm xuống hơn phân nửa cùng lúc đó lưu niên giơ một tay về trước nhằm phát động kỹ năng mục sư toàn thể linh hồn thuật thuẫn kỹ năng toàn thể linh hồn thuật thuẫn cấp 10, bao bọc tất cả đồng đội trong một quả cầu ánh sáng linh hồn có thể giảm 30% sát thương và có thời gian hồi chiêu là sáu mươi giây và lúc này đại chiêu của hắc sơn lão yêu cũng đã kết thúc rồi tiểu hắc bất ngờ reo lên tấm hộ thuẫn giảm sát thương này vậy mà thực sự đã chịu được đại chiêu của nó kìa Tiểu Bạch cảm thấy lo ngại nói lại, nhưng chúng ta không còn nhiều máu đâu, ngay cả khi chúng ta có thể giảm 30% sát thương thì đại chiêu tiếp theo sẽ quét sạch toàn bộ quân của chúng ta đó. Tiểu Diêm Ma cũng sửng sốt khi được trị thương một cách hiệu quả và nhanh chóng, lượng trị thương thật sự là cao đó, đây là. Và toàn thể thánh ngôn trị thương thuật có thời gian hồi chiêu là 60 giây. Lưu Niên đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng thầm suy ngẫm, vừa rồi suýt nữa thì phải cắt giảm thành viên rồi, đây chắc hẳn là Hắc Sơn lão yêu bước vào giai đoạn 2 rồi chị thương cho cả nhóm có thời gian hồi chiêu nên là lần tới sẽ khó khăn lắm đây nhưng mà mình đã thấy bố chơi trong cuộc đột kích War of warcraft rồi mà ông ấy đã giết boss khi tất cả đồng đội của ông ấy bị tiêu diệt trong trò chơi này mình là tá nhân mạnh nhất nên là chắc sẽ không có vấn đề gì đâu bỗng nhiên tiểu diêm ma trong tư thế giơ hai ngón tay lên kết ấn và lên tiếng lưu huynh à mặc dù cậu đã thành thạo tất cả các kỹ năng tiên thuật sơ cấp nhập môn nhưng cậu cũng chỉ là tá nhắc nhở nhất trong khuôn khổ trò chơi này mà thôi còn tôi là một người chơi bug có thể triệu hồi sức mạnh bên ngoài khuôn khổ trò chơi đó và đây cũng chính là lý do khiến tôi dám nhận lời đánh cược này nói thêm khương tử nha đã chia các kỹ năng của nhập môn tiên thuật sơ cấp và 10 kỹ năng chức nghiệp hàng đầu của trò chơi và nhân vật chính lưu niên đã nắm vững 10 kỹ năng chuyên nghiệp hàng đầu của trò chơi cùng nghĩa với việc cậu ấy cùng đã thông thạo các kỹ năng của tiên thuật nhập môn sơ cấp nói đoạn tiểu diêm ma liền giơ tay triệu hoán linh thú đế thính nhân danh viên ma của ta với sức mạnh của linh cảnh hãy tuân theo lời kêu gọi linh thú đế thính mau xuất hiện đi phút chốc từ trong ma pháp những luồng linh khí cuồn cuộn xuất hiện nó đang dần hình thành một con linh thú hung hãn đế thính này là thông linh thần thú ẩn nấp dưới bàn kinh của địa tạng bồ tát nó có thể nhận biết vạn vật trên thế giới bằng cách lắng nghe nhân tâm và đặc biệt giỏi nhất là nghe được trên thân của đám mao tạp quần thú sự ung dung của cả đám thành một thể thống nhất sự xuất hiện của linh thú đế thính khiến tiểu hắc sừng sốt thiếu chủ vậy mà lại triệu hoán nó sao nếu không triệu hồi được linh thú mạnh mẽ như vậy thì sẽ bị phản phệ dữ dội huyết mạch thiên phú cũng sẽ bị tổn hại tiểu bạch lo sợ vội hét lên thiếu chủ hãy mau dừng tay lại đi cảnh này làm lưu niên không khỏi hoang mang thầm nói rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ tiểu diêm ma tiếp tục thi triển kỳ vu vô lượng vô số đại kiếp ngũ chọc ác thế thế giới không phật từ trong không gian đế thính hiện rõ nguyên hình và có đôi mắt sáng rực nó há to miệng gầm gú đồng thời tỏa ra luồng linh áp cường đại hắc bạch song sát cùng tiết tử văn chết lặng bởi sức mạnh từ đế thính tỏa ra hà su bỗng ngồi gục đưa tay ôm miệng vì kinh ngạc không tin vào mắt đây là quái vật triệu hồi của trò chơi sao cảm giác áp bức làm tim ta muốn ngừng đập đến cả mỹ kiều cũng mơ màng thốt lên đây là thần thú đế thính chân chính lưu niên cũng thầm ngơ ngác thần thú đế thính hắn lại có thể triệu hoán ra thần thú thật cùng lúc đế thính thần thú cũng đang nhìn chằm chằm vào tiểu diêm ma khi thấy hắn đang giơ tay thi triển pháp thuật đế thính thần thú bỗng bức xúc hết vào mặt tiểu diêm ma chính là tiểu tử miệng còn hôi sửa ngươi triệu hoán bổn sao ư thấy phản ứng của đế thính hung hãn tên tiết tiểu văn lập tức xông ra đứng chắn trước mặt tiểu diêm ma khi thấy hắn bị thương đế thính là thần thú vật cưỡi của địa tạng vương bồ tát thật không ngờ thiếu chủ đã có thể triệu hoán đế thính tiểu diêm ma bị thổ huyết và tự trách do công lực kém một chút nên vân bị cắn trả bất chợt hát bạch song sát quỳ sụp xuống cúi đầu trước đế thính cầu cứu cung nghênh đế thính đại nhân xin đại nhân ra tay còn bên kia chiến trường trận chiến vẫn tiếp tục khi hắc sơn lão yêu bật cười đắc ý ha 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 ngươi xong rồi lưu niên bình tĩnh lấy lại phong độ hết lớn đại chiêu hình thái thứ hai tới rồi cùng lúc anh thi triển võ tăng kỹ thiền lâm kìm trung cháo ngay lập tức lưu niên tiến đến vừa phòng thủ đòn tấn công liên hoàn kích từ người hắc sơn lão yêu vừa bảo boss giai đoạn 2 vẫn rất mạnh xem ra muốn phá kỷ lục thông quan vẫn còn khó khăn mọi người tiếp tục phát huy được thôi phương kỳ cùng hai cô bạn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hô vang được thôi mặt khác tiểu diêm ma đang đứng đối diện với đế thính mà bảo vãn bối vì đế thính đại nhân chuẩn bị lễ vật thế nhưng đế thính là cao gát quát lớn tiểu bối to gan ngươi cho rằng bản tôn sẽ bị ngươi mua chuộc sao ngay sau đó là một chiếc đùi gà vàng ươm thơm ngon ngọt ngào được tiểu diêm ma cung kính hai tay dâng lên cho đế thính vãn bối chuẩn bị đùi gà cho đại nhân chắc đế thính đại nhân đang ở địa phủ nếu thấy không đủ thì ở đây ta vẫn còn nhìn thấy thức ăn ủa thích bày ra trước mắt đế thính bỗng thấy cuộc đời nở hoa đôi mắt lóe sáng vì thèm thuồng nhỏ cả dãi không cưỡng lại được sự cám dỗ đế thính liền giật lấy chiếc đùi gà mà tỏ giọng cao có xem ngươi là hậu duệ của đô đại đế bản tôn miễn cưỡng vì ngươi ra tay một lần lần sau không được nữa đâu nói đoạn đế thính quay mặt qua một bên làm một phát chén sạch chiếc đùi gà trong tay một cách nhanh gọn ối ngon vãi chuẩn cơm mẹ nấu rồi mặt khác tên hắc sơn lão yêu điên tiết liền vung tay về phía lưu niên khiến chiếc khiêng phòng ngự của anh ta bị vỡ thành từng mảnh đồng thời hất văng lưu niên ra xa làm thanh máu của anh tụt giảm hơn 2 phần ba lưu niên bị thương nên phải dùng tới đan dược chết tiệt đau quá kỹ năng không phục hồi được máu phải dùng thuốc thôi ngay khi máu được hồi phục được phân nửa lưu niên lập tức sử dụng pháp sư kỹ đại hỏa cầu mà bức xúc quát lại ta sẽ cho ngươi biết một chút cái gì gọi là người chơi toàn năng cùng với đó anh phóng ra ba đường hỏa khí về hắc sơn lão yêu thấy vậy tiểu diêm ma liền thúc giục đế thính kính xin đế thính đại nhân lập tức ra tay tên đế thính ung dung xỉa răng và bảo gấp cái gì không phải khương tử nha dùng tinh phách yêu ma tạo ra trò chơi sao phàm nhân các ngươi thật quá yếu đuối nói đoạn đế thính bỗng quay sang nhìn lưu niên đang chiến đấu với hắc sơn lão yêu mà thầm ngơ ngác Tiểu tử này có chút ý tứ, sơ cấp nhập môn tiên thuật đã toàn bộ tinh thông, còn có ta phản phất người được khí tức của đế vương. Theo như đát kỳ từng nói, kỹ năng chuyên nghiệp trong trò chơi thật ra là do Khương Tử Nha căn cứ vào sơ cấp nhập môn tiên thuật cải biên, để tiện cho người chơi tìm ra được vị trí của mình. Khương Tử Nha cố ý thiết lập kỹ năng không thuộc về chức nghiệp này chỉ có thể học được cấp 4, hy vọng người chơi có thể an tâm nghiên cứu pháp thuật của mình. Hơn nữa đế thính có lực quan sát nhạy bén, từng trợ giúp phân biệt mỹ hầu vương thật giả cho nên có thể mơ hồ có thể cảm nhận được lưu niên là đế tân chuyển thế đế thính lúc này liền há miệng phóng ra một ấn tỷ cường đại hay còn gọi là thú quyết địa tàng thành ấn tên hắc sơn lão yêu thoáng chút kinh ngạc khi thấy cảnh này hắn liền tập trung nhìn chằm chằm vào thánh ấn như thể đã phát hiện ra kẻ thù mới bởi vì boss cảm nhận được có mối đe dọa mạnh mẽ giá trị hận thù do lưu niên thiết lập trước đó đã không còn có thể kìm hãm boss được nữa vì thế boss sẽ tự động tấn công kẻ thù gây ra mối đe dọa lớn hơn cho nó tuy nhiên hắc sơn lão yêu chưa kịp làm gì thì liền bị thánh ấn đè nằm bẹp xuống đất khiến hắn chỉ biết gào thét ái ra chết tiệt thanh máu của hắn chỉ còn lại chút ít đế thính cũng tiến lại quan sát hắc sơn lão yêu và lên tiếng boss giả trong trò chơi này làm rất chân thật có lẽ là còn sót lại một tia ý thức trong tinh phách nói đoạn đế thính quay lại nhìn mọi người cho biết ta không thể giúp các ngươi giết chết hắn nếu để cho thần tiền khác biết ta giúp các ngươi giết quái thì khi trở về sẽ lại bị phạt bây giờ hắn chỉ còn lại 10% máu ta sẽ giao cho các ngươi tự xử lý khi lượng máu boss thấp hơn 10%, người chơi có thể dùng chảm sát kỹ có thương tổn cao nhất để thu được boss. Biết được điều này, Lưu Niên liền lấy ra những lá phù thi triển và bay thẳng về Hắc Sơn lão yêu đồng thời lên tiếng. Bây giờ là cơ hội tốt để thu phục nó, khi nó chỉ còn 10% máu, chúng ta có thể sử dụng chảm sát kỹ. Hai cô gái Hắc Bạch song sát cũng nhanh chóng tiến lên giơ tay thi triển pháp thuật và hô vang, giết. Phương Kỳ tay cầm kiếm háo hức lên tiếng, nhanh lên, hy vọng có thể phá được kỷ lục về thời gian. Mỹ Kiều tay cầm vũ khí quen thuộc xuất chiêu lớn giọng đáp lời, đã hiểu. Hà Su uốn dẻo vác súng liên tiếp bắn ra những quả đạn nóng hỏi. Giây tiếp theo là hàng loạt những chiêu sát thương phóng thẳng lên người Hắc Sơn lão yêu, thanh máu hắn hiện tại chỉ còn không khiến hắn thầm nói, kết thúc rồi sao, trước mắt mình chỉ có bóng tối mà thôi. Cùng lúc ở bên ngoài Vạn Minh Cốc mọi người đều nghe được thông báo vang lên, chúc mừng 8 người chơi sau đây đã đánh bại boss cuối cùng ở Vạn Minh Cốc, Hắc Sơn lão yêu. Lưu Niên, Từ Mỹ Kiều, Phương Kỳ, Hà Su, Tiểu Diêm Ma, Tiết Tử Văn, Hắc Bạch Song Sát, thời gian đã dùng là 9 phút 6 giây đồng thời đã phá vỡ kỷ lục thông quan phó bản phần thưởng đạt được là bảo vật rút thưởng một lần nghe tin này bích trì chợt sửng sốt thốt lên là lưu niên hắn thật sự mạnh như vậy sao tên kim siêu cũng tức tối nghiến răng con bọ ở cống nước vậy mà phá kỷ lục thông quan tại lối vào phó bản đám người không theo lưu niên lúc trước ai nấy cũng kinh ngạc không thôi làm sao có thể như vậy bọn họ vậy mà đã thông quan chết tiệt lại còn phá kỷ lục thời gian thông quan phó bản nhớ rõ đây là kỷ lục đoàn chủ lực hùng bá công hội lưu lại tháng trước đấy và điều quan trọng nhất là họ chỉ có 8 người lại không có trị liệu, không có xe tăng. Còn tên Hồng Trù thì điên tiết siết chặt nắm đấm thầm tức tối, mẹ nó, lưu niên ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy đâu. Nghe rồi hắn liền lên tiếng ra lệnh cho đám thuộc hạ, mau gọi người đi, chúng ta phải mai phục để cướp bảo vật. Tuy nhiên tên thuộc hạ hoang mang nhắc lại hắn, nhưng tiểu hội trưởng, chúng ta không phải đã đánh cược với bọn họ, và lại ngài cũng đã thể. Tên Hồng Trù nghe xong thì sôi máu đấm một phát vào đầu hắn ta cáu gắt quát lên, ta bảo ngươi nói nhiều như thế à, ta đã bảo ngươi đi mà còn không mau đi đi, vâng ạ à, hồng chu cầm con dao găm sắc nhọn đưa lên le lưỡi liếm cùng với vẻ mặt đê tiện đầy thách thức quay lại bên trong phó bản thành công giết boss lưu niên được ba cô gái bọn phương kỳ ôm trầm lấy anh vui vẻ hô vang le thành công rồi chúng ta đã đánh bại hắc sơn lão yêu rồi ngay lập tức hệ thống trò chơi vang lên chúc mừng bạn đã nhận được hai bộ hắc sơn pháp sư hai phần phát châm sức mạnh pháp bảo của nhiếp tiểu thiên hai hắc sơn quyền trượng một mũ bảo hiểm màu xanh lá cây của ninh thái thần nhận được vật liệu quý hiếm năm mươi huyền viên thiết năm mươi hỗn nguyên ngọc 10 minh băng thạch và 88.888. 88, Lưu Niên xem qua phần thưởng ma ngạc nhiên hỏi lại, phần thưởng này còn rất phong phú, còn mũ bảo hiểm màu xanh lá cây của Ninh Thái Thần là cái quỷ gì? Hệ thống giải thích thêm, mũ bảo hiểm màu xanh lá cây của Ninh Thái Thần cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ tấn công vật lý trước kẻ thù dưới cấp 50. Nó có thể kích hoạt kỹ năng đặc biệt một lần và phòng thủ khỏi sát thương chí mạng một lần, thời gian sử dụng là 24 giờ. Lưu Niên thầm tưởng tượng cảnh bản thân đối chiếc mũ lên và nghĩ, mũ bảo hiểm này rất mạnh có thể bảo vệ tính mạng, nhưng chính là màu xanh này khiến mình rất khó chịu. Tới đây tiểu diêm ma cũng chắp tay cung kính nói lời cảm tạ cùng đế thính, đa tạ đế thính đại nhân ra tay, vô cùng cảm kích. Đế thính lại bảo, tiểu gia hỏa, lần sau đừng liều lĩnh như vậy, ta nghĩ tài năng của ngươi không tệ. Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở địa phủ thường xuyên hơn, còn bây giờ ở chỗ này tu luyện cho thật tốt đi, bản tôn đi đây. Ngay khi đế thính rời đi, tiểu diêm ma cùng mọi người công hội u minh chắp tay cáo tử, cung tiễn đế thính đại nhân, cung tiễn đế thính đại nhân. Bỗng lưu niên lên tiếng, cứ đi như vậy à, tiếp theo hãy chia chiến lợi phẩm đi tôi cần nguyên liệu và tôi cũng muốn chiếc mũ màu xanh lá cây tôi cũng có thể bỏ tiền ra mua nó bỗng tiểu diêm ma nói lại tôi thấy lưu huynh tản nhân kỹ năng thuần thục có thể giết boss mà không gặp vấn đề gì là tôi đã đường đột triệu hoán ra đế thính đại nhân nói đoạn hắn quay lại nhìn mọi người và đưa ra gợi ý vậy nên lưu huynh muốn gì thì lấy phần còn lại chúng ta sẽ tự chia và lại còn có cơ hội rút thưởng cũng sẽ tặng cho lưu huynh tôi nghĩ mọi người đều không có ý kiến nhỉ phương kỳ đại diện cho hai cô bạn tiên phong giơ tay đồng tình cho lưu niên ca ca chúng tôi không có ý kiến lưu niên không ngần ngại lấy hết nguyên liệu quý hiếm và hộp rút thưởng rồi nói không phải là tôi tham lam nhưng vì để cứu lão ba tôi chỉ có thể làm như vậy thôi rồi anh lại thầm nghĩ hay lần này cứ xem như là nợ bọn họ một ân tình nguyên liệu mình đã lấy đi hết rồi không biết liệu có đủ để kích hoạt long phượng kiếm không gần đây ở giã ngoại thăng cấp đều không đám mở gói quà ngọc ấn đợi sau khi quay lại xuân lăng mình sẽ mở gói quà ngọc ấn và hộp rút thưởng này tiểu diêm ma khẽ nói không cần khách khí có thể quen biết người chơi tản nhân như Lưu huynh mới là thu hoạch lớn nhất của lần này. Một khoảng thời gian sau đó, Phương Kỳ đi đến cửa truyền tống mà bất giác lên tiếng, "Phân chia xong rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi phó bản thôi." Sau đó, tám người lần lượt cùng nhau bước đến cửa truyền tống để ra ngoài. Bên ngoài phó bản, có mấy tên đứng đó trông thấy Lưu Niên liền bàn tán, "Cậu xem, đám người Lưu Niên ra rồi, cũng không biết lấy được bảo bối gì rồi." Tên khác chợt nói, "Đợi chút nữa có kịch hay để xem, nghe nói tinh thần công hội đi đều động người rồi." Lúc sau đám người Hồng Trù đã đứng chặn trước mặt làm lưu niên tiểu diêm ma và cả phương kỳ không khỏi ngạc nhiên hồng chu giơ thanh kiếm ra trước tươi cười đe dọa tiểu tử nếu không lưu lại những trang bị tốt và phần thưởng vừa nhận được từ phó bản hôm nay thì sẽ không một ai trong số các ngươi có thể rời đi họ vừa đánh boss xong chắc mệt rồi anh em nhé hãy nổ tung bọn chúng liền có những trang bị tốt chúng ta sẽ chia đều nghe vậy tên đầu chọc mặt thẹo lập tức bước ra hóng hách mà bẻ tay khởi động tạo vẻ lưu niên nghiêm mặt nhìn bọn chúng anh lấy ra những lá phù thi triển lạnh giọng đáp trả chỉ dựa vào các người mà cũng muốn nhân cơ hội để cướp đồ của tôi phương kỳ cùng hai cô bạn rút vũ khí thủ thế đồng thời lên tiếng người của công hội tinh thần quá đông tôi và hà Su còn có mỹ kiều chặn bọn chúng lưu niên anh mau chạy đi nghe vậy càng làm cho tên hồng trù thêm đắc ý muốn chạy ư làm gì có chuyện dễ dàng như vậy hắn chỉ tay về phía lưu niên và ra lệnh lập tức bao vây lại cho ta đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những tia sấm sét đang đánh xuống ẩm ẩm khiến bọn người công hội tinh thần đều kinh hãi sao lại có sấm sét rồi bất chợt tiểu diêm ma đứng phía sau lưu niên bị thương nội tâm nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tên hồng trù thầm nói hừ khi ngươi thể thì ta đã gieo lời nguyền hỏa ngục rồi kẻ nào vi phạm lời thể thì sẽ chết hóa ra tiểu diêm ma đã triệu hồi ra những vật phẩm không thuộc về tiểu thế giới trò chơi này nên cơ thể của cậu ta cũng vô cùng đau đớn trước phản phệ của lời nguyền hỏa ngục vì thế máu sẽ dỉ ra từ trong khóe miệng cũng trong lúc này tên hồng chú bị hàng loạt những tia sấm sét đánh thẳng vào người mà chỉ biết kêu á, á cả người hồng chú đang dần bị thiêu đốt mà quằn quại kêu la thấy vậy đám thuộc hạ lập tức ứng cứu tiểu hội trưởng làm sao bị thiêu rồi mau dùng băng hệ ma pháp nhưng dường như không hề có tác dụng vãi ngọn lửa này không thể dập tắt được hồng chu chỉ còn lại chút hơi thở yếu đuối gượng cầu xin đau chết tôi rồi mau mau cứu tôi tuy nhiên lúc này cả người hồng chu quỳ sụp xuống và bắt đầu tan rã trong không gian tiểu diêm ma bỗng nhếch mép mỉm cười thầm nghĩ độ tinh khiết của ngọn lửa địa ngục mà mình triệu hồi không đủ cao nhưng nếu là mẫu thân thì có thể thiêu dụi mà không để lại cho nói thêm bạn đầu khương tử nha đặt ra giới hạn tử vong để tránh cái chết trong trò chơi khi người chơi cận kề cái chết hắn ta sẽ ngay lập tức được đưa tới tế đàn phục sinh để điều trị và hồi phục tuy nhiên biện pháp bảo vệ tử vong chỉ có thể có hiệu lực nếu người chơi bị tổn hại bởi các sinh vật và vật phẩm được khương tử nha đưa vào trong thế giới trò chơi vì vậy nếu bị giết bởi yêu ma từ ma giới hoặc bị giết bởi những vật phẩm triệu hồi không thuộc hệ thống trò chơi bạn sẽ chết thực sự sau này khương tử nha bị phong ấn nên trò chơi không tiếp tục được cải thiện lúc này ngọn lửa đỏ chú thuật của tiểu diêm ma triệu hồi không được đưa vào hệ thống vì thế cho nên tên tiểu hội trưởng mới bị thiêu chết tên tóc tím hội tinh thần bỗng hoang mang thân thể của tiểu hội trưởng đã bị đốt thành cho nếu tử vong chẳng phải cơ thể cũng sẽ biến mất sao bỗng tên tóc nâu lên tiếng gợi ý hãy nhìn vào giao diện trạng thái trò chơi của tiểu hội trưởng xem anh ấy đã hồi sinh chưa bởi vì hồng trù không bị giết bởi vật phẩm được nhập vào hệ thống nên việc truyền tống bảo vệ không có hiệu lực nên thi thể cũng được bảo lưu ngay tại chỗ dây sau giao diện trạng thái trò chơi của hồng trù hiện ra cho biết trạng thái đã tử vong địa điểm online cuối cùng là cửa phó bản vạn minh cốc lan nhược tự điều này làm tên tóm tím và đám người công hội tinh thần hết sức kinh hãi cái gì tiểu tiểu hội trưởng anh ấy đã chết rồi một tên đầu chọc có mặt cũng hốt hoảng thốt lên là yêu pháp của ma giới làm chỉ có bọn họ mới có thể thật sự giết người chơi một lão già dâu dài ngơ ngác nói yêu ma của ma giới là cái gì các người có ai nghe nói chưa người khác cũng nói không biết ta cũng chưa nghe tên đầu chọc lại bảo trước đây công hội chúng tôi có người mất tích ở bích ba đầm hội trưởng chúng tôi đi nghe ngóng nói trò chơi này có cả yêu ma tôi còn không tin nhưng hóa ra là thật bỗng nhiên hắc bạch song sát đưa mắt nhìn bọn chúng cho biết các vị thần phẫn nộ vì con người vi phạm lời thề và họ đáng bị thiêu chết lời này của họ làm đám người có mặt ai ấy cùng đều kinh hãi đưa mắt nhìn hai cô gái Dây sau cả đám hốt hoảng bỏ chạy a à, mau chạy bọn họ là yêu ma còn tên tóc tím công hội tinh thần vừa chạy vừa giơ ngón tay giữa lên nói các ngươi dám câu kết với yêu ma ta phải báo cáo quản trị viên trò chơi các ngươi cứ đợi chết đi thấy sắp có chuyện chẳng lành lưu niên đưa tay vỗ mặt khẽ nói ấy chúng ta hình như có một chút phiền phức rồi Tiểu Diêm Ma thấy anh lo lắng bèn lên tiếng phân trần, "Thật sự xin lỗi, có vẻ như chúng tôi đã gây ra rắc rối cho Lưu huynh. Sau này chúng tôi sẽ giải thích chuyện xảy ra ở đây với thần tiên quản lý khu vực trò chơi này, mọi hậu quả chúng tôi sẽ tự gánh chịu." Bất giác Lưu Niên nhớ đến Trương Quế Phương và Na Cha nên liền bảo, "Sẽ không có chuyện gì chứ, nếu thần quản lý khu vực này là Trương Quế Phương hoặc Na Cha, có lẽ tôi có thể nói điều gì đó." Tiểu Diêm Ma có chút lo ngại bèn nhắc nhở Lưu Niên, "Lưu huynh, thích nghĩ không thể trực tiếp xưng hô tên húy của thần tiên, đây là đại bất kính đó." lưu niên cặp cổ tiểu diêm ma thản nhiên nói không sao đâu tôi và bọn họ khá thân nhưng mà chuyện này các người không thể để dò dĩ ra ngoài tiểu hắc nghe anh nói liền không tin mặc dù ngươi có chút bản lĩnh nhưng chém gió cũng không phải chém như vậy chứ hà su bỗng tiến lại chỗ tiểu hắc bức xúc đáp trả ngực các người to hơn tôi một chút thần khí cái gì dám nói lưu niên ca ca của tôi như vậy à tiểu hắc nhìn hà su khẽ nói lại chính là to hơn người đấy ngưỡng mộ không nói đến ngực mỹ kiều và phương kỳ không thể lép vế bèn đi đến cất tiếng đáp trả So ngực lớn phải không? Đến a, lưu niên ca của chúng tôi đúng là quen biết Tam thái tử Na cha điện hạ đấy, ngưỡng mộ không? Trước khi nguy cơ mới ập đến, thì ngay trước mắt có một trận đấu bóng sắp diễn ra, và cứ, Hắc Bạch song sát đứng đối đầu cùng Phương Kỳ và Mỹ Kiều. Tiểu Hắc đối diện Phương Kỳ mà lên tiếng cười khẩy, "Phàm nhân hèn mọn tại sao lại quen biết đại nhân vật như Tam thái tử Na cha?" Phương Kỳ mỉm cười nhẹ giọng đáp lại, "Có phải là bởi vì thiếu gia nhà các ngươi không quen biết nên ngươi đấu kỵ rồi." Tiểu Bạch lập tức xông ra nói lại, "Ngươi nói bậy!" thiếu chủ nhà chúng ta là hậu duệ của phong đô đại đế làm sao sẽ không quen biết nói đến đây cô nàng bỗng im lặng khiến phương kỳ càng thêm đắc ý buông lời châm chọc sao lại không nói nữa rồi không tự tin nữa đi tiểu bạch tức tối giơ tay quát lại ngươi ức hiếp người quá đáng ngay lập tức mỹ kiều nhào vô ngực đối ngực tiểu bạch và bảo phòng ngự cứ giao cho tôi và thế là những quả bóng của các cô nàng bắt đầu áp sát đấu với nhau cảnh này làm tiểu diêm ma tức tối hét lên được rồi hắc bạch song sát các ngươi lui xuống còn lưu niên cố giải thích lần nữa tôi thật sự quen biết na cha bỗng âm thanh hệ thống vang lên, người chơi vui lòng lưu ý, quản trị viên trò chơi sẽ đến khu vực hiện tại sau 3 giây. Ngay sau đó thấp thoáng một người tay cầm chiếc búa to đang bay tới, Tiết Tử Văn hốt hoảng kêu lên, thiếu chủ, là tướng hạ của Thác Tháp Thiên Vương Tiên Phong Cự Linh Thần, hắn đến đây chắc là để hỏi tội. Cự Linh Thần tiếp đất với khí thế cường đại tỏa ra luồng tiên khí chấn động xung quanh. Dây sau cô ta đứng nghiêm mặt tự giới thiệu bản thân, ta làm nhiệm vụ quản trị viên trò chơi, Cự Linh Thần. Một lượng lớn người chơi vừa mới báo cáo với ta rằng, trong số các người chơi có người cấu kết với yêu ma, phạm nhân còn không mau quỳ xuống chịu trói tiểu diêm ma liền quỳ xuống đồng thời lấy ra lệnh bài phong đô đại đế và hồng bao hương hỏa công đức dâng lên và nói cự linh thần đại nhân chuyện này không liên quan đến đám người lưu niên vẫn mong ngài dơ cao đánh khẽ hương hỏa này có tác dụng bổ sung thần lực và kéo dài tuổi thọ của họ hồng bao hương hỏa do tiểu diêm ma lấy ra là được phong đô đại đế tặng để kết bạn với các vị thần thuộc mọi tầng lớp trong xã hội trong thế giới nhỏ của trò chơi cự linh thần lập tức lấy hồng bao hương hỏa và nhìn tiểu diêm ma nói ngươi thoạt nhìn mắt phượng mày ngài không giống là người của yêu ma sau đó cô lại quay sang quan sát lưu niên ngược lại là ngươi vẻ mặt gian xảo dựa vào nhiều năm kinh nghiệm phá án của ta cô đứng nghiêm mặt chỉ tay thẳng mặt lưu niên bảo hung thủ giết người chính là ngươi nghe lời này lưu niên bày ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại tôi làm sao cự linh thần bắt đầu âm thầm quan sát mọi người và phân tích đám người công hội u minh thì thuộc thế lực phong đô thành còn ba cô gái phương kỳ thì là hậu duệ của tiên gia riêng lưu niên cô lại thầm nói chỉ có người này trên người không có khí tức của hậu duệ tiên gia vậy thì cứ đem hắn về báo cáo nhiệm vụ phương kỳ bức xúc nhào tới lên tiếng cự linh thần đại nhân ngài không thể xử án như vậy ta không phục mỹ kiều hốt hoảng vội kêu lên phương kỳ bình tĩnh chút không thể nói chuyện như vậy với thần tiên hà Su lao lên kéo phương kỳ ngăn lại đúng vậy phải tin tưởng lưu niên ca ca anh ấy nhất định sẽ giải thích rõ ràng tiểu diêm ma cũng chắp tay lên tiếng cự linh thần đại nhân bọn họ đều là bạn của ta hy vọng ngài có thể bỏ qua cho bọn họ sau này ắt có hậu tạ lời này của tiểu diêm ma làm tiểu hắc không khỏi ngạc nhiên này thiếu chủ đối với lưu niên này thật tốt a à? xem ra phải tiêu một lượng lớn hương hỏa rồi tiểu bạch tinh ý liền nhắc nhở tỷ tỷ thần tiên còn trước mặt không thể nhiều lời cử linh thần có chút không được vui nhìn tiểu diêm ma với ánh mắt sắc khí bỗng gằn giọng nay tiểu bối kiêu ngạo ta nể mặt phong đô đại đến nên mới nhận lấy lễ vật của ngươi nghĩ chút hương hỏa này liền muốn bản tôn buông tha cho các ngươi sao cô tức tối phát động luồng tiên khí cường đại vang xa về phía bọn họ mỹ kiều ngã quỵ xuống ngơ ngác nói đây chính là uy áp từ thần tiên sức mạnh đã khiến phương kỳ ngất xỉu hà su hốt hoảng đỡ lấy cô ta Lưu Niên bỗng nhiên giơ tay đồng thời lên tiếng ngăn cản, "Dừng tay, chúng tôi đều bị oan, tôi có biện pháp có thể chứng minh." Cự Linh Thần lập tức thu lại uy áp và bảo, "Vậy thì hãy lấy ra đây." Lưu Niên tiến sát lại Cự Linh Thần thầm thì khiến Hắc Bạch Song Sát có chút hoài nghi, Lưu Niên nói, "Không tiện bày ra ở đây, chúng ta hãy đến một nơi hẻo lánh, ngài là thần tiên sẽ không sợ tôi giở trò với ngài chứ?" Cự Linh Thần bị nói khích liền đồng ý, "Tiểu Bối Vô Tri, ta sẽ sợ ngươi sao, mau đi trước dẫn đường." Nói rồi cô lại thầm nghĩ, "Để ta xem ngươi muốn giở trò gì." Thấy bọn họ rời đi, tiểu diêm ma cũng cẩn thận giao phó nhiệm vụ cho hắc bạch song sát lưu huynh không phải nghĩ sẽ ra tay với cự linh thần đó chứ hắc bạch song sát các ngươi ở phía xa quan sát một chút nếu có chuyện thì quay về thông báo cho bọn ta bọn ta chỉ thương hồi phục một chút trước sau đó sẽ đến vâng thưa thiếu chủ hắc bạch song sát cũng đang thầm nghĩ đúng lúc bọn ta cũng muốn xem thử lưu niên này muốn làm cái gì mặt khác ở một nơi vắng vẻ trong rừng cây nào đó cự linh thần cao có lên tiếng có đồ vật gì thì mau mang ra đây đi lưu niên không ngần ngại liền vạch quần xuống để lộ ấn hoa trên mông và bảo ngài xem đây chính là minh chứng cự linh thần nhìn ấn hoa chiếu sáng mà sừng sốt reo lên đây đây là ấn hoa sen của tam thái tử na cha cũng trong lúc này chị em hắc bạch song sát đang theo dõi gần đó tiểu hắc khẽ hỏi muội muội lưu niên sẽ không ngốc đến nổi thật sự ra tay với cự linh thần đó chứ tiểu bạch liền bảo ừ nếu vậy chính là tự tìm đường chết dựa vào góc nhìn từ xa của hắc bạch song sát thì thấy cự linh thần đứng phía sau ôm lấy mông của lưu niên mà nhìn chằm chằm vào đó cảnh này làm hai chị em bọn họ rụng rời khẽ nói ây ra hai người họ đang làm gì vậy tiểu bạch cau gắt nói tiểu tử này quả nhiên không phải là thứ đồ tốt đẹp gì chém gió nói bản thân quen biết tam thái tử na cha làm cả nửa ngày vậy mà lại là con vịt tiểu bạch cũng nói theo người này vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn khi quay về phải nhắc nhở thiếu chủ không được cùng hắn kết thâm giao quay lại với cự linh thần cô hoang mang lên tiếng quả nhiên không phải giả đích thực là ấn hoa sen của tam thái tử nếu đã là người của tam thái tử điện hạ thì cũng là người của mình cự linh thần là tiên phong chướng hạ của thác tháp thiên vương phụ thân của na cha vì thất bại trong việc tấn công hoa hỏa sơn sau đó tam thái tử na cha thỉnh cầu mới được miễn tội tiểu bạch bất giác đẩy tiểu hắc đi và nói tỷ tỷ đừng xem nữa đi thôi xem nhiều rồi đạo tâm ta sắp không ổn rồi qua một khoảng thời gian sau đó tiểu diêm ma bất chợt trông thấy cự linh thần cùng lưu niên quay lại tiểu diêm ma lo lắng cất tiếng hỏi lưu huynh ngươi không sao chứ bỗng nhiên cự linh thần đặt tay lên vai lưu niên tươi cười bảo tất cả chỉ là hiểu lầm thôi tôi sẽ báo cáo với ban quản lý game sau vì hồng trù chết do lỗi game không có yêu ma nào làm loạn cả lưu niên gãy đầu lên giọng không sao không sao hiểu lầm giải trừ rồi là tốt cự linh thần bỗng lên tiếng ta còn phải tiếp tục tuần tra khu vực này cáo tử nói rồi cô liền xoay người bay đi lưu niên bước tới đỡ lấy phương kỳ cô mơ màng tỉnh lại khẽ hỏi cự linh thần đâu lưu Niên nói đương nhiên là bị ta thuyết phục nên đi rồi bất chợt hà su lao tới ném phương kỳ ra xa rồi chu mỏ ôm chầm lấy lưu Niên nói lưu Niên ca ca tôi thật sự rất sùng bái anh hà su muốn anh hôn hôn mỹ kiều đứng một bên cũng thầm nghĩ chắc chắn là ấn ký của tam thái tử na cha cho lưu Niên có tác dụng rồi gia tộc của chúng ta thế nhược tôi bắt buộc phải làm chính thê xin lỗi phương kỳ trong khi đó hai chị em hắc bạch song sát lại cố tình tránh xa lưu niên giọng châm biếm nói bản thân quen biết thần này thần kia hóa ra chỉ là một con vịt khoác lác hành động và lời nói của bọn họ làm lưu niên kinh ngạc không hiểu đã làm gì sai tiểu diêm ma bỗng chắp tay nói lời từ tạ đa tạ lưu huynh lại ra tay tương trợ chúng tôi còn có chuyện cần làm liền rời đi trước một bước sau này có ngày gặp lại hắn lại thầm nói thật không ngờ cự linh thần đại nhân cũng sẽ bị mỹ mạo của lưu huynh thu hút lưu niên vẫy tay chào và nói với theo tạm biệt nhé lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau đánh phó bản a tiểu diêm ma quay lại nhìn anh đáp lời được nhất định chuyển cảnh thân công báo ngồi chống cằm thư giãn bên dưới có hai cô em tay cầm đĩa nho đang quỳ hồ hạ hắn bỗng cô em tóc xanh cho một trái nho vào miệng mình sau đó chồng người lên ôm chàng lấy cổ thân công báo định đút nhau hắn bằng miệng đang tận hưởng bỗng một tên thuộc hạ xông vào bẩm báo thân đạo trưởng không hay rồi vạn thánh công chúa chết rồi thân công báo vẫn thản nhiên lên tiếng hoảng cái gì chỉ là bia đỡ đạn mà thôi là trương quế phương giết vạn thánh công chúa sao tên thuộc hạ liền kể lại sự việc vậy thì không có hoàng thiên tường và trương quế phương đột nhiên xảy ra xung đột ở trước cửa phó bản vạn thánh công chúa nhân cơ hội này nên đã tiến vào phó bản nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một cái na cha biết chuyện thân công báo lại nói hóa ra là na cha làm bảy vị thánh của mai sơn cũng nằm trong phong thần bảng nên không tiện ra tay với người phàm hãy để họ tiếp tục phát triển trò chơi đi để đối phó với phàm nhân yêu quái vẫn cần phải ra tay hiện tại con đường nối liền yêu giới không ổn định nhiều nhất chỉ có một số ít đại yêu quái có thể đi qua nói đoạn hắn lại thầm nghĩ những cựu thần ân thương kia vẫn hy vọng rằng đế tân chuyển thế thân xác thành thánh thiếu bảng quả là nói chuyện viễn vông bắt buộc phải tìm được chuyển thế của đế tân đem nhân hoàng tinh thiên của hắn giao cho thông thiên giáo chủ để làm phép và sau khi hiến tế mở cánh cổng yêu giới và thả đám người la hầu chúng ta mới có thể đục nước béo cò thừa cơ hủy bảng giành lại tự do nói thêm tại sao thần tiên trong phong thần bảng đều không muốn vào phong thần bảng thứ nhất cuộc sống của họ không được tự do và họ cần được giao làm rất nhiều công việc thứ hai họ không thể nâng cao tu vi thứ ba là thần hồn bị phong thần bảng khống chế danh là thần nhưng thực chất là nô lệ cấp cao đột nhiên thân công báo đứng dậy hai tay cầm lưng quần định cởi xuống và bảo xem ra lại phải ra ngoài một chuyến nhưng trước khi ra ngoài cần giải tỏa một chút áp lực trước đã cảnh này làm cô hầu gái đang quỳ phía dưới thèm thùng mong chờ chuyển cảnh mỹ kiều bỗng bước tới tượng người và lưu niên khẽ gợi ý lưu niên ca ca người ta nóng lòng bắt đầu muốn tu luyện bên kia có một sơn động nghe nói tu luyện nơi hoang dã là một chuyện rất kích thích hà su cũng xông tới lên tiếng kaka chọn em đi em là lũ lĩ hợp pháp sẽ cho anh trải nghiệm song tu khác biệt mỹ kiều tức tối bay tới túm tóc rằng co với hà su chọn tôi mới đúng cô cái đồ sân bay này hà su cũng đáp trả kaka là của tôi đồ bà già ngược lớn nhìn hai người đánh nhau lưu niên thầm kinh hãi nữ nhân thật là đáng sợ bỗng dương phương kỳ đi tới đấm bay cả hai cô gái bay xa mà quát lớn tôi mới là vợ của anh ấy các cô bắt nạt người quá đáng ủng công tôi coi các cô là bạn thân dứt lời phương kỳ lập tức đẩy bộ ngực đẩy đà của mình áp sát vào người lưu niên cô nhìn lưu niên một cách đầy âu yếm lão công mau quay về cùng bọn em đi mà tối nay em sẽ giúp anh thư giãn thật tốt phương kỳ và hà su cũng nhào tới đồng thanh cất giọng chúng tôi cũng muốn giúp lưu niên ca ca của thư giãn lưu niên bỗng toát cả mồ hôi hột liền từ chối khéo thật ngại quá tôi còn có việc gấp phải đi nghe ngóng tin tức của phụ thân tôi sẽ quay lại căn hộ của phương kỳ sau khi hoàn thành công việc của mình nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta liên hệ qua điện thoại nói rồi lưu niên nhanh chóng rời đi điều này làm cả cô nàng đều phải khóc mất vì hụt hẫng ô hoa hoa về phần lưu niên sau khi còn lại một mình anh trầm ngâm bước đi chợt anh lấy ngọc tỷ truyền tống ra thầm nói bây giờ nguyên liệu đã đầy đủ về chỗ đát kỷ chế tạo một thanh kiếm trước mở gói quả ngọc tỷ ra xem sức mạnh có thể tăng lên bao nhiêu thoáng chốc ngọc tỷ truyền tống đã truyền lưu niên về tới hiên viên mộ anh cầm trên tay đóng vật phẩm mà vui mừng hí hửng kêu gọi các ái phi ta về rồi đây các người xem thử nguyên liệu có đủ không vương thi cùng ngưu điểm trong bộ đồ tắm mỏng manh đang làm gì đó vương thi nhìn nguyên liệu trong tay lưu niên rồi bảo chúc mừng đại vương đủ rồi bất chợt lưu niên trông thấy lô đỉnh ngạc nhiên hỏi lại hửa đồ vật phía sau các người là cái gì vậy Vương Thi tay cầm một bình dung dịch vừa rót ra ly vừa cho biết: "Đại vương, đây là lô đỉnh chúng tôi đặc biệt làm ra để chế tạo kiếm. Long Phượng kiếm là âm dương tối thượng nếu không được hòa trộn đúng cách, lò sẽ dễ nổ tung, chúng ta phải tiếp tục chuẩn bị. Xin đại vương hãy nghỉ ngơi một chút." Nói đoạn cô đưa ly nước vừa rót xong cho Lưu Niên: "Đại vương, mời dùng nước." Lưu Niên nhận lấy ly nước rồi nói: "Vất vả rồi, phần thưởng ngọc tỷ cấp 20 của ta vẫn chưa mở, vừa hay hiện tại mở ra xem thử." Lưu Niên liền thi triển pháp thuật lên ngọc tỷ nhằm kích hoạt mở phần thưởng. "Ta là thần hoàng, ngọc tỷ mở ra." Hệ thống lập tức thông báo: "Xin chúc mừng người chơi đã nhận được pháp bảo hiếm." vạn yêu trích tinh lâu vật phẩm này có thể hấp thụ yêu ma yêu đan để hồi sinh chúng và giam cầm chúng trong trích tinh lâu cùng lúc ngọc tỷ hút lấy hai viên yêu đan từ trong tay lưu niên khiến anh có chút kinh ngạc tới đây anh thầm nhớ lại hai viên đan này chính là yêu đan rơi ra khi giết trùng chín đầu và vạn thánh công chúa vì trích tinh lâu được hình thành bởi nhân hoàng tinh nguyên của ngài nên ngài có thể thống trị mọi thứ trong trích tinh lâu yêu ma không thể gây hại cho ngài lưu ý khi cấp bậc đạt được cấp 40, có thể lại một lần nữa mở ra ngọc tỷ xem xong lưu niên thầm phấn khích có thể dùng kỹ năng của yêu ma sao Kỹ năng của Uma chẳng phải không thuộc một phần của trò chơi sao, mình cũng là người chơi có kỹ năng BUG rồi. Trích Tinh lâu được xây dựng bởi Bắc Bá Hầu, Sung Hầu và Hồ Đốc, truyền thuyết kể rằng nó rực rỡ đến mức trông giống như một ngôi nhà nơi các vị thần sinh sống. Phong thần Diễn Nghĩa có nói, Trích Tinh lâu cao 4 trượng và 9 thước, điệp các nguy nga, cung điện ngọc bích, lan can được làm bằng mã não và các xà nhà được làm từ ngọc trai, rực rỡ về đêm chiếu rọi thủy thải. Không lâu sau đó Lưu Niên đã truyền tống đến trước một tòa tháp mà ngỡ ngàng, nơi này chính là Trích Tinh lâu. Hai mắt Lưu Niên lóe sáng háo hức chạy nhảy khắp nơi quan sát, ối nhìn vào ban công tuyệt đẹp này nhìn cung điện trắng lệ này thật sự là danh bất hư truyền mà bất giác anh khựng lại khi trước mặt có hai người đang bị treo lơ lửng trên chiếc cột to anh sửng sốt khi nhận ra đối phương nên bất giác kêu lên vạn thánh công chúa cô ta bị xiềng xích hai tay hai chân đang vùng vẫy giữa không trung nhìn hai người trước mặt lưu niên bỗng thầm suy ngẫm vạn thánh công chúa và cửu đầu trùng vậy mà đều ở chỗ này để đi qua đó xem thử dù gì trích tinh lâu cũng là pháp bảo của mình bọn họ cũng không thể làm mình bị thương đột nhiên trên tay lưu niên xuất hiện một sợi dây roi gai cùng lúc hệ thống cho biết xin chúc mừng người chơi đã mở khóa được công cụ tra tấn phệ hồn roi trong trích tinh lâu đạo cụ này chỉ có thể sử dụng được trong trích tinh lâu yêu mà bị ngài giết hoặc hiệp trợ giết chúng có khả năng rơi ra yêu đan trích tinh lâu sẽ hấp thụ yêu đan hồi sinh chúng và giam giữ chúng trong trích tinh lâu chỉ cần họ đầu hàng đạt 50%, bạn có thể chọn sử dụng một trong các kỹ năng của họ và khi họ đầu hàng đạt 100%, bạn có thể sử dụng tất cả các kỹ năng của họ tới đây lưu niên chợt nhớ lại lúc ra đấu với tên cửu đầu trùng mà nảy sinh một ý tưởng cơ thể của mình quá yếu nếu có thể nhận được kỹ năng bảo vệ tính mạng của côn trùng chín đầu vậy thì quá ngầu rồi cũng trong lúc này cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa giật mình khi nhận ra lưu niên đế tân Lưu Niên nghiêm mặt nhìn cửu đầu trùng mà lạnh giọng. Cửu đầu trùng, ngươi nên vui mừng vì biểu đệ của ta không sao. Nếu không không cần biết ngươi đối với ta có bao nhiêu hữu dụng ta cũng sẽ giết ngươi. Vạn Thánh Công chúa bức xúc hết lên. Đây là đâu? Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Mau thả chúng ta ra. Cửu đầu trùng cũng mạnh miệng lên tiếng. Nếu không có lão giả văn trọng kia, ngươi đã chết từ lâu rồi. Muốn giết thì giết đi. Lưu Niên cầm phệ hồn roi giơ lên lạnh lùng bảo, không, ta không nở giết chết ngươi. Ngươi đối với ta vô cùng hữu dụng. Ngay khi Lưu Niên tung phệ hồn roi lên liền phát ra những tia lôi xét. Lưu Niên vừa đánh liên tiếp vào người cửu đầu trùng vừa lớn tiếng cho biết. Một roi này là đánh thay biểu đệ ta, một roi này là đánh vì nhân loại bị các người sát hại. Lúc này cửu đầu trùng mới nhận ra và gào thét, đây là phệ hồn roi, mỗi một roi đều sẽ thôn phệ một chút hồn phách của ta, giống hệt như lăng trì, ngươi thật sự rất độc ác a. À. Lưu niên ngoái ngoái lỗ tai mà bảo, đây là hệ thống cho ta đạo cụ, ta cũng hết cách. Cùng lúc vạn thánh công chúa cũng đang thi triển kỹ năng đặc biệt, độc long toãn từ trong ánh mắt cô ta lóe lên tia ám khí mà quát lớn, đồ hỗn trướng mau dừng tay cho ta. Khi thấy những tia ám khí đang dần đến gần, Lưu niên nhẹ nhàng giơ tay giải trừ, diệt. Điều này làm vạn thánh công chúa không khỏi kinh ngạc kỹ năng đặc biệt độc long toãn của ta vậy mà mất hiệu lực rồi lưu niên quay sang nhìn cô ta đáp trả ngươi nên tiết kiệm chút sức lực ở trong trích tinh lâu của ta ngươi không thể làm ta bị thương đâu lưu niên phát động uy lực từ ánh mắt nhìn cô ta mau chóng quỳ xuống làm nô lệ của ta nếu ngoan ngoan thần thục thì còn có thể chịu ít khổ cực ra thịt một chút tên cửu đầu trùng mạnh miệng lên tiếng chúng ta đạo hạnh ngàn năm làm sao có thể hướng một phàm nhân như ngươi khuất phục kể cả có chết ta cũng không thần phục đâu vạn thánh công chúa cũng hùa theo ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhanh chóng giết chết bọn ta đi lưu niên giơ phệ hồn roi lên trước mặt cửu đầu trùng gằn giọng lại muốn chết ư? làm sao có chuyện dễ dàng như thế được? đã vậy thì tiếp tục cảm nhận cảm giác được roi này từng chút một thôn phệ hồn phách đi. tên cửu đầu trùng không sợ còn lớn tiếng thách thức, cứ đến đi. lưu niên bỗng nhếch mép cười khẩy cho biết, ai nói là ta muốn đánh ngươi? nói đoạn anh quay sang quất mạnh roi vào người vạn thánh công chúa rồi nói tiếp, ta là muốn cô ta này. bị phệ hồn roi đánh vạn thánh công chúa bỗng gào thét kêu la á, roi này giống như là dao cắt nhỏ thịt, phò mã ta đau quá. nghe nương tử khóc than, tên cửu đầu trùng cảm thấy nhói lòng liền lên tiếng, đế tân, có gì thì nhắm vào ta này. thấy hắn phản ứng mạnh bất giác, lưu niên thầm nghĩ ra diệu kế cử đầu trùng này mặc dù xấu xa nhưng mà đối với vạn thánh câu chúa cũng tính là không tồi, mình có một kế hay rồi. Lưu niên không ngừng đánh vào người vạn thánh câu chúa giọng đầy bức xúc, hai con yêu ma các người sát hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, làm sao mới một chút đòn roi này đã không chịu được rồi. Sau một khoảng thời gian bị đánh đến quần áo trên người rách tả tơi, vạn thánh câu chúa cả người run rẩy giọng nói thều thào, ta, ta sắp không được rồi. Ngay lập tức Lưu niên vung tay hút lấy cả người vạn thánh bay ra khỏi những sợi xiềng xích. anh ôm lấy vạn thánh đứng trước mặt cửu đầu trùng mà buông lời châm chọc, cửu đầu trùng. Ngươi không phải là thích để thủ hạ của mình hưởng dụng nhân loại, trả đạp người chơi nữa sao? Lời này của anh làm cửu đầu trùng có chút hoang mang. Lưu Niên bỗng ghé tai Vạn Thánh thì thầm, Vạn Thánh công chúa, Phương Kỳ đã nói với cô một câu, cô lại muốn đem cô ấy cho Tử yêu làm nhục. Vạn Thánh chợt nhớ lại lời mình nói lúc đó, nữ nhân bên kia đợi nam nhân của ngươi chết rồi, ta sẽ bắt các ngươi về và thưởng cho thuộc hạ của ta tra tấn các ngươi, sau đó ta sẽ ăn sống các ngươi để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Trong khi Vạn Thánh lo sợ thì Lưu Niên giơ hai ngón tay lên thi triển đồng thời nhìn cô ta nói, hôm nay ta liền thay những người chơi bị các ngươi làm hại dạy dỗ các ngươi một chút cho các ngươi tận mắt xem biểu diễn của một con thỏ nhỏ cắn người ngay sau đó anh giơ hai ngón tay có một cái đầu thỏ xuất hiện bên trên lên và không ngừng khuấy đảo trên người vạn thánh khiến cô ta phải há hốc kêu la mau dừng tay tên cửu đầu trùng thấy nương tử đang phải chịu khổ nhục hắn lại quát lên mau buông vạn thánh câu chúa ra đế tân ta sẽ không máu với người nghe vậy lưu niên tiện tay đẩy ngã vạn thánh sang một bên rồi anh lại nâng bàn chân của cô ta lên liên tục ấn vào giữa lòng bàn chân sau đó anh giơ chân vạn thánh lên rồi há toát mồm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó ta từng ăn qua chân gà chân hồ ly nhưng ăn chân rồng vẫn là lần đầu tiên Cử đầu trùng điên tiết chỉ biết gào thét trong vô vọng, "Đế Tân, ngươi đúng là không phải người." Lưu Niên liếc mắt nhìn hắn rồi đưa tay lau nước dãi nhằm chọc tức hắn, "Ô, ngươi cũng biết phẫn nộ, màn dạo đầu gần được rồi, giờ là lúc nên vào vấn đề chính thôi." Dứt lời Lưu Niên liền đứng dậy đối diện với cửu đầu trùng mà tột phăng cái quần của mình xuống, một luồng khí tức vàng rực chiếu thẳng vào mắt hắn ta, trông thấy cây gậy như ý của Lưu Niên bất chợt cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa đều kinh hãi, "Hắn, vì sao bảo bối của hắn lại trói mắt như vậy? Đây là song tu đỉnh cao, nếu cùng hắn song tu có thể không ngừng đột phá, ngày càng mạnh lên." nói thêm đế tân trước đây năng lực song tu rất mạnh sau khi chết được phong làm thiên hỷ tinh quân chủ quản hôn nhân công pháp song tu càng là công pháp tu luyện chính của anh ta mặc dù bây giờ đã chuyển thế nhưng trải qua sự tu luyện của đát kỷ và những con yêu tinh khác bởi vậy nên có dị thường cường đại bất chợt cửu đầu trùng nhìn vạn thánh công chúa mà trao đổi bằng nội tâm lần này chúng ta hoàn toàn thất bại tốt nhất là tạm thời sống trong không gian tu luyện thật tốt rồi chờ cơ hội trốn thoát sau xuôi tên cửu đầu trùng bất ngờ lên tiếng chậm đã bọn ta nguyện ý thần phục cầu xin đại vương đừng bạo hành với vạn thánh công chúa lỗi mà ta phạm phải ta sẽ tự mình nhận phạt nghe lời này lưu niên thầm khoái chí he he mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch dây xe lưu niên không do dự mà tháo bỏ xiềng xích trên người cửu đầu trùng xuống hắn cùng vạn thánh câu chúa lập tức quỳ xuống cúi đầu trước lưu niên cảm tạ đại vương khoan dung tha mạng lưu niên đã mặc lại áo quần chỉnh tề nhìn vào bảng hệ thống thầm nói để ta kiểm tra trước độ thần phục của các ngươi được bao nhiêu phần trăm bỗng nhiên có một sự biến hóa thần kỳ khiến hệ thống vang lên nhắc nhở khẩn cấp phát bảo kiểm tra phát hiện thi thể của cửu đầu trùng đã tự hủy nhưng không dừng lại vì không nguy hiểm đến tính mạng và cũng là tiểu pháp bảo chú đáo của đại vương phán đoán cửu đầu chung là nữ sẽ thích hợp hơn để đi theo đại vương bất chợt cửu đầu trùng từ một nam nhân đã biến thành một cô gái xinh đẹp được gọi là tiểu cửu tử cô nhẹ giọng cho biết ta tình nguyện trở thành nữ yêu mãi mãi để phục vụ đại vương nếu đại vương không thể chấp nhận ta xin hãy phong ta làm đại tổng quản kính sự phòng hãy để ta giúp đại vương thiến tất cả các nam yêu vào trích tinh lâu thành thái giám chỗ này chỉ có thể có một người đàn ông là đại vương thôi sự thay đổi đột ngột này làm lưu niên kinh ngạc anh chố to muốn lòi hai mắt ra ngoài há tóc mùng thầm gào thét vãi lờ ta chỉ là muốn kỹ năng bảo vệ tính mạng của ngươi thôi mà khi cửu đầu trùng lần đầu tiên khai mở linh trí không có phân biệt nam nữ cũng tùy thuộc theo tu luyện sau này có thể quyết định là nam hay nữ tại đây cửu đầu trùng đã biến đổi từ hình dạng ban đầu thành giới tính nữ nhằm để trục tội tiểu cửu tử tung tăng chạy đến gần lưu niên hí hửng kêu gọi đại vương có muốn thử một chút không ta thật sự là đàn bà rồi lưu niên kinh hãi liền giơ tay ngăn lại không không ngươi đừng qua đây bỗng nhiên tiểu cửu tử nằm ngửa ra đất giang rộng hai chân khẽ nói nô gia đã chuẩn bị xong rồi thể nữ của ta còn là thể trinh nữ đấy lưu niên quay mặt đi liên tục từ chối thôi bỏ đi ta không cần cứ làm đại tổng quản của ngươi cho tốt đi cùng lúc lưu niên thầm nghĩ phải mau xem độ thần phục của hai người họ rồi rời khỏi đây ngay hệ thống cho ra báo cáo độ thần phục của cửu đầu trùng là 44%, độ thần phục của vạn thánh công chúa là 39%. biết được kết quả lưu niên chỉ biết gãy đầu không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là sao chẳng phải họ đã tỏ ý thần phục rồi sao hệ thống bỗng thông báo kiểm tra cho thấy cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa đang trao đổi ý niệm có chọn nghe lén hay không lưu niên lập tức chọn có lúc này tiểu cửu tử đang thầm nói với vạn thánh đế tân chuyển thế là cực phẩm song tù chỉ cần chúng ta nghĩ cách bắt lấy hắn sau đó ở đây tu luyện thành yêu vương thậm chí là yêu đế thì có thể rời khỏi đây rồi vạn thánh công chúa cũng nói vậy phu quân người còn có thể biến lại thành đàn ông không sau này chúng ta còn có thể hạnh phúc được không tiểu cửu tử bỗng nói ta đã là đàn bà rồi còn làm vợ chồng khỉ gì nữa rồi nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là tu luyện thoát khỏi đây ngươi phải nghĩ cách song tu với đế tân để nâng cao thực lực lời này làm vạn thánh không khỏi sửng sốt ngươi bảo ta song tu với tên người phàm đó sao tiểu cửu tử câu có lên tiếng hồ đồ bây giờ mục tiêu đầu tiên là sống tiếp nếu không bị roi phệ hồn này quất phải sớm muộn gì cũng hồn bay phách tán chờ chúng ta lớn mạnh thì ăn hắn nghe được kế hoạch của bọn họ lưu niên tối sầm cả mặt thầm bức xúc thì ra hai tên này đang đóng kịch trả trách độ trung thành thấp như vậy không nói không rằng lưu niên lập tức dùng phệ hồn roi quất mạnh vào người hai bọn họ cả hai lập tức quỳ xuống run sợ xin tha chủ nhân tha mạng đừng dùng roi phệ hồn đánh bọn ta có thể đổi roi khác không Bọn ta sẽ thỏa mãn sở thích của chủ nhân." Lưu Niên tức tối quát lại, "Cút ra, ta không có sở thích này." Lưu Niên sau đó liền rời đi, ra ngoài anh vừa đi lượn lờ khắp nơi vừa thầm suy ngẫm, "Phải làm sao đây? Bây giờ phụ thân bị yêu ma khống chế, ta phải mau chóng tìm ra ông ấy, nhưng cơ thể của ta quá yếu ớt, nếu không có kỹ năng của cửu đầu trùng giữ mạng e là từng bước rất khó đi." Bất giác Lưu Niên đi đến một góc nào đó trong Trích Tinh lâu, vừa hay nhìn thấy hai chiếc ngựa gỗ đang bập bênh cùng hai bộ y phục trước mặt, kèm theo đó là âm thanh du dương cất lên, "Ngựa gỗ tốt thật đấy." không uống nước không ăn cỏ, chạy mau lên chạy mau lên cha cha cha. Tới đây Lưu Niên chợt nảy sinh ra một sáng kiến mới mà thích thú gieo lên, a à, có rồi có rồi. Lưu Niên cầm hai bộ y phục vừa nhặt được đem tới trước mặt tiểu cửu tử và Vạn Thánh lạnh lùng bảo, ta lệnh các ngươi mặc cái này vào. Vạn Thánh cầm chiếc áo bé tẹo lên xem mà ngơ ngác, quần áo này nhỏ như vậy, nhục quá đi. Lưu Niên giơ roi phệ hồn ra trước và hét lên, mặc mau lên, lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi chơi chút đồ tốt. Không còn cách nào khác, hai người bọn họ liền ngoan ngoãn thay đổi y phục do Lưu Niên đưa lưu niên lập tức giơ tay ra trước thi triển kỹ năng nhẫn giả dây xích phòng cấm dây sau hai sợi xích liền xuất hiện trói chặt trên cổ hai người bọn họ lưu niên lạnh lùng nắm lấy đây xích kéo lấy hai người rời đi về phần hai con ngựa gỗ khi nãy đã được lưu niên thi triển gắn thêm một vài chi tiết lên lưng ngựa đến nơi lưu niên lạnh lùng điều khiển bàn tay và hô lớn đến rồi mau ngồi xuống anh giơ tay đẩy mạnh cả hai lên khâu chung rồi từ từ hạ xuống khiến bọn họ sợ hãi hét toáng lên khi thấy vật phía bên dưới không đừng mà tuy nhiên dây sau cả hai bất chợt lặng im khi đang cảm nhận luồng điện từ phía dưới cơ thể sau đó cả hai cũng được định hình ngồi ngay ngắn trên lưng hai con ngựa gỗ dưới sự điều khiển từ Lưu Niên làm cả hai đỏ bừng cả mặt Lưu Niên dùng roi phệ hồn liên tiếp quất mạnh vào mông cả hai đồng thời liên tiếp quát lớn để các ngươi không thành thật này để các ngươi đóng kịch này mau giao đặc kỹ ra cho ta dưới tác động từ sự rung lắc của ngựa gỗ đã khiến cả hai chảy cả nước xuống đất Tiểu Cửu Tử quần quại uốn éo kêu la á sắp bị chơi hỏng rồi cùng với đó độ thần phục cũng đang tăng vọt chú thỏ nhỏ đang không ngừng gặm nhấm cơ thể bên dưới của cả hai điều này làm Tiểu Cửu Tử không chịu nổi và tức nước vỡ bờ nước bắn tung tóe. Cùng với đó là hệ thống thông báo, cửu đầu trùng đã bị nhốt và sống sót trong trích tinh lâu, độ thần phục đã đạt đến 50%, người chơi có thể sử dụng một kỹ năng của cô ta. Lưu Niên vui cười, vậy còn cần phải nói, phải là kỹ năng giữ mạng rồi. Hệ thống hiện lên thông tin, kỹ năng phòng ngự đặc biệt của cửu đầu trùng, yêu pháp liên hoàn cửu long, đây là trạm phát kỹ năng bị động, có thể chặt đầu giữ mạng 9 lần lúc người chơi gặp nguy cấp, thời gian cách 24 tiếng, xem xong Lưu Niên thầm ngỡ ngàng, đây là kỹ năng đặc biệt của cửu đầu trùng sao? Anh vui sướng reo lên, cuối cùng cũng có kỹ năng giữ mạng và lại một ngày có thể giữ mạng 9 lần. Hệ thống cho biết, bạn đã chọn kỹ năng phòng ngự đặc biệt yêu pháp liên hoàn cửu long, cùng lúc hệ thống đang tải kỹ năng lên người Lưu Niên. Trong nháy mắt bỗng có 9 con rắn xuất hiện ngoe ngoẩy trước mặt Lưu Niên cất tiếng chào, "Hi hi, xin chào đại ca, ta là nhị đệ, ta là tam đệ." Lưu Niên kinh hãi chợt nhận ra 9 con rắn mọc ra từ 9 ngã ba của mình mà tối tăm mặt mày, "Vãi đạn, không phải nên ở sau lưng ta sao, sao lại có thêm 9 cái đầu nhỏ rồi?" Tiểu Cửu Tử bỗng lên tiếng giải thích, "Rắn bảo mệnh này cần nguyên dương rồi rào để nuôi dưỡng." mà chủ nhân kiếp trước là đế tân và thiên hỷ tinh quân ngàn năm này đều chủ yếu tu đạo âm dương giao hợp cho nên sau khi bảo bối của chủ nhân qua túy luyện đã là vật trí dương tích hợp cho chính cái đầu mà chủ nhân ngưng kết ra sinh trưởng lưu niên cũng đành bất lực thừa nhận thôi được người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết sau đó anh quay sang nhìn vạn thánh công chúa giọng đắc ý em họ vạn thánh ta trừ là đế tân chuyển thế còn là truyền nhân đại vũ ngươi mà còn không thần phục thì ta trị thủy đấy dứt lời những con rắn bắt đầu tấn công lên người vạn thánh con thì quấn chân con thì le lưỡi liếm quanh người khiến cô sợ hãi vội kêu lên đừng ta thần phục hệ thống cho biết độ thần phục của vạn thánh công chúa đã đạt 50%, người chơi có thể lựa chọn sử dụng một kỹ năng của cô ta lưu niên không cần nghĩ ngợi liền đưa tay bấm chọn thành rồi quyết định là nó rồi chúc mừng người chơi nhận được kỹ năng đặc biệt chuyên thuộc của vạn thánh công chúa yêu pháp tử giao lăng vũ kỹ năng này sẽ triệu hoán tử giao tự động khóa kẻ địch đồng thời cộng thêm hiệu ứng đi bắp thuộc tính độc tạm thời có thể gây ra cho người chơi lẫn kẻ địch giảm hành động bên địch lưu niên xem xong thầm suy ngẫm đã lấy được kỹ năng chắc đây cũng không nằm trong kỹ năng bug giết người trong khuôn khổ game nhỉ? Ai mà dám chọc ta? Hừ hừ, ta không phải là thánh mẫu đâu nha. bất chợt vạn thánh bước tới đưa tay vuốt ve những chiếc rắn trong sự thích thú. thật bất ngờ đế tân sau khi học xong kỹ năng của cửu đầu lại có thể tăng cường được năng lực song tu đến như vậy chứ? nói rồi vạn thánh bất giác há to miệng định múc liếm một chiếc đầu rắn, trông thấy lưu niên bỗng đỏ mặt thầm kinh hãi. chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? làm sao mình có thể giải phóng dopamine hormone khi cô ấy chạm vào đầu con rắn thế chứ? thấy vẻ mặt hoang mang của lưu niên tiểu cửu tử chật lên tiếng cửu đầu này là một phần cơ thể của chủ nhân và đương nhiên cũng có dây thần kinh giao cảm giống như đứa con lớn của chủ nhân vậy đó mặt khắc vạn thánh đang say sưa tận hưởng vui đùa cùng những chiếc đầu rắn điều này làm lưu niên phùng mang cố chịu khi sự khoái cảm từ cửu đầu đem tới đến đỉnh điểm dây tiếp theo hàng loạt chiếc đầu cùng nhau phun trào bắn pháo hoa lưu niên thu lại kỹ năng chỉnh trang y phục và nghiêm giọng nhắc nhở được rồi bản vương phải quay về hoàng lang đây hai người các ngươi cứ đứng ở tinh lầu mà thủ viện đi nhé nếu ta mà phát hiện ra các ngươi không trung thành thì các ngươi sẽ bị đánh đòn đó cả hai quỳ đó mà đồng thanh hô lớn không dám không dám đâu chúng tôi tuyệt đối trung thành mà lưu niên hào hức giơ tay lên thi triển thu lại tinh lâu và nói đã đến lúc quay lại đúc lại long phụng kiếm rồi đi xem đắt kỷ họ đã chuẩn bị như nào rồi hai người vạn thánh và tiểu cửu tử cùng nói nô gia xin cùng tiễn đại vương sau khi rời khỏi không gian trích tinh lâu lưu niên quay lại hiên viên mộ trông thấy ngưu điểm anh chợt hỏi ngưu điểm à vương quý nhân đâu rồi ngưu điểm quỳ xuống hành lễ đồng thời cho biết đại vương à thuần dương đỉnh đã được chế tạo thành công rồi các tỷ tỷ bảo ta giúp đại vương thay y phục rồi đưa đại vương tiến vào trong nội điện a lát sau lưu niên khỏa thân bước vào bên trong nội điện tại đây đát kỷ hồ hỉ mi và vương thi đều khỏa thân ngồi quanh lô đỉnh trong tư thế đang vận công khi thấy lưu niên tới đát kỷ chợt lên tiếng đám thiếp thân đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi chỉ còn chờ đại vương người tới mà thôi khung cảnh trước mắt làm lưu niên sáng mắt lên và chảy cả máu mũi giọng ngương ngác ơ kìa các người đúc kiếm nhưng tại sao lại cởi hết y phục cả thế kia chứ đát kỷ lại bảo chắc là đại vương không biết đó thôi đúc kiếm không phải là chuyện dễ dàng gì cả người giành kiếm cần phải ở trong trạng thái thân tâm không có bụi bẩn trong ngoài đều nhẫn mới có thể làm được vương thi chỉ tay về phía trước lô đỉnh nói thêm xin đừng trần chờ gì nữa xin đại vương hãy đặt long phượng kiếm và nguyên liệu vào lô đỉnh trước đi nào lưu niên cũng nhanh chóng làm theo cùng cho thanh kiếm và các nguyên liệu lần lượt tiến nhập vào lô đỉnh gương mặt lo lắng anh thầm nói những nguyên liệu để đúc kiếm đã tập hợp đủ cả rồi hy vọng là lần đúc kiếm này sẽ thành công hồ hỉ mi bỗng cất tiếng được rồi xin mời đại vương và đám thiếp thân ngồi quanh lô đỉnh rồi tiến hành vận công truyền tinh nguyên chi khí tiến nhập vào trong lô đỉnh này đi lưu niên ngồi xuống một góc bắt đầu vận công mà thầm nghĩ bây giờ cần phải tập trung tinh thần mới có thể truyền tinh nguyên chi khí trong cơ thể ra được sau một lúc tất cả mọi người cùng truyền nguyên khí vào lô đỉnh lưu niên lúc bấy giờ mới thầm cảm nhận sự khác lạ từ trong người cơ thể đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơi thở cũng dần dần ổn định như thể đang cùng nhịp độ với đát kỷ và những người khác vậy dây sau từ trong ánh mắt lưu niên lóe ra những tia linh khí điều này báo hiệu anh đã thành công giải phóng tinh nguyên chi khí thấy vậy đắc kỷ lập tức ra hiệu lệnh tinh nguyên chi khí của đại vương đã xuất ra rồi trong lúc này các tỷ muội chúng ta cùng phát lực đi hai người còn lại liền hô vang đó cùng với đó nhiệt độ trong phòng bất chợt tăng lên cao làm các cô gái ai nấy cũng đều thở dốc bởi sức nóng từ nguồn nguyên khí của ba cô gái đã hợp lực nâng cao chiếc lô đỉnh lên không trung đắc kỷ nhận biết được sự xáo trộn và hòa nhập bên trong lô đỉnh nên lên tiếng cho biết long phượng kiếm và nguyên liệu đã bắt đầu dung nhập rồi kìa dây tiếp theo lô đỉnh bỗng nổ tung làm các cô gái hốt hoảng kêu lên lô đỉnh đã nổ rồi đại vương à cẩn thận đó trong nháy mắt một thanh bảo kiếm sáng trói có uy lực cường đại xuất hiện cảnh này làm lưu niên không khỏi thầm ngỡ ngàng đây chính là chân thân của long phượng kiếm đây sao ba cô gái đồng loạt quỳ xuống hành lễ chúc mừng đại vương đã đúc kiếm thành công mong rằng sau này đại vương bách chiến bách thắng lưu niên cầm long phượng kiếm trong tay khẽ nói vậy hãy để ta thử sự lợi hại của thanh kiếm này như nào nhé anh tiện tay chém ngang một đường kiếm khí cũng làm phá hủy mọi thứ nó đi ngang qua và sức mạnh phóng xa ra tận bên ngoài lưu niên bỗng tối đen mặt mày khi suýt chút nữa đã giết chết nhiều điểm đang hộ pháp trước cửa lưu niên thu kiếm lại rồi bảo kiếm khí thật là mạnh quá đi à hồ hỉ mi khẽ lên tiếng kiếm phong lăng lệ đại sát tứ phương quả nhiên là long phượng kiếm của đại nhân rồi lưu niên giơ thanh kiếm lên phấn khích gieo lên đây chính là sức mạnh của long phượng kiếm sao nếu sau này có gặp yêu ma quỷ quái như thế nào thì cũng dễ dàng chảm giết rồi